Mời Trâm. Dạ. Ngồi đi em. Chào anh. Giới thiệu với Triết á, đây là Mai Trâm, em gái rất là xinh đẹp, dễ thương lắm. Xin lỗi Cưng. Anh Việt tự nhiên kêu vô đây vậy? Cứ ăn chơi thoải mái đi, công việc mình tính sao? Biết rồi, nhưng mà tưởng chỉ có hai đứa mình thôi, tự nhiên cái bánh bèo vô đây. Đàn ông con trai mà, ai chẳng như vậy hả? Không hiểu tâm lý người ta gì hết. Nhìn sao nói ta đàn ông chỗ nào hả? Giờ muốn coi không? Coi đi nè, đàn ông chỗ nào? Anh nói kỳ với anh Việt à. Trời, anh uống đi. Từ từ người ta uống. Anh Việt, anh nói em nghe đi. Hả, anh nhìn sao mà anh nói em đàn ông vậy hả? Đuổi nhỏ ra ngoài đi, để hai đứa mình thôi. Đi bánh bèo vô đây chi vậy? Đi hai đứa mình thôi. Được rồi. Anh tướng bò cũng thấy ghét nè. Cái mông công vuốt. Thôi được rồi, anh em mình uống cái nha. Sao Việc làm gì cũng thấy ghét hết vậy? Thôi mình uống cái đi, rồi mình nói chuyện tiếp. Trời, sao bò qua lẹ vậy? Xong ở bên kia đi. Trâm, sao để cho anh Triết buồn vậy? Anh à, em biết á, là trong mắt của anh á, em có đẹp bằng anh Việt, nhưng mà anh cũng đừng làm em buồn chứ. Uống đi anh. Đúng rồi, đừng để em gái buồn mà. Người đẹp sao để người đẹp buồn được chứ, đúng không Triết? Thôi được rồi, tôi uống một ly này. Uống xong rồi á, qua bên kia ngồi nha. Dạ. Sao mày đó? Hồi nãy là Trâm mời, bây giờ tới anh Việt mời. Việt mời uống nha. Việt mời cỡ nào uống, uống chết uống nha. Được, uống với Việt nhiệt tình nha. Nhiệt tình chứ. Trời ơi, đừng có đụng mà. Rót nữa đi Trâm. Dạ. Rót cho Trí đi Trâm. Hôm nay vui không? Vui chứ, ở đâu có Việc là ở đó vui à. Vui á thì phải uống hết mình, phải thiệt là say. Phải say chứ. Nè bây giờ mời tráng sĩ nè. Vô. Uống hết rồi nè. Thấy giỏi không? Giỏi thưởng quá. Đi Trâm, thưởng cho anh Triết một cái đi Trâm. Dạ, thưởng liền. Vậy thì vui với Việc đi. Vui thì mình uống. Chỉ có Việc mới làm cho Triết vui được thôi. Hôm nay uống cho thiệt là say nha. Vô. Vô. Giỏi quá. Vô. Anh thích như vậy đó. Em rót cho nữa hả? Hả? Phải rồi, uống gì chứ. Vô. Vô nè. Triết, đưa tay ra. Kỳ quá. Xẻ tay ra. Xẻ tay làm gì hả? Cái này. Gì hả? Đây, cầm đi. Gì mà cứng quá hả? Cây viết của Việt. Cây viết của Việt hả? Cây viết của Việt sao nó tụt ngồi rồi? Thì dặn nó lên. Dặn nó lên đúng không? Dặn lên nào. Đó, đúng rồi. Nó lên rồi nè. Nó lên rồi. Ký vô đây. Ký gì? Ký hợp đồng. Tự nhiên kêu tao ký à? Ký hợp đồng vô đây. Hợp đồng để coi coi hợp đồng gì mới ký được chứ. Hợp đồng hôn nhân nè. Mê người ta lắm rồi phải không? Muốn lấy người ta lắm rồi mới kêu ta ký gấp vậy nè. Đồ quỷ hả? Ký cái này xong đi rồi ký cái kia. Trước khi ký á, Triết muốn Việc nói một câu thật là công tâm từ con tim mình thốt ra nè. Chạy qua đây Cưng. Sao? Bây giờ nhìn đi, giữa Triết và Trâm nè, ai đẹp hơn? Trâm. Trâm sao? Trâm đẹp. Nhưng mà Triết đẹp hơn gấp trăm lần như vậy. Giết người ta nào không hay, đồ quỷ hả? Bây giờ ký đúng không? Đúng đây, chuẩn bị sẵn hết rồi. Ký đây đúng không? Ký cái này xong là phải tới bản hợp đồng hôn nhân của hai đứa mình nữa nha. Rồi ký vô. Thấy ghê quá hả? Chứ thì đẹp trai muốn làm gì làm, kêu ta làm gì ta cũng làm. Ký nha. Ký thì ký. Xôn. Đơn giản mà đúng không? Cuối cùng mọi việc cũng xong. Triết tự đi về được mà. Vô đi. Làm sao bỏ bê khách VIP từ Đắk Lắk xuống chứ. Yên tâm đi, để việc lo. Ghét quá à. Phòng VIP bên đặt đâu? Dạ đây ạ. Cảm ơn. Dạ. Đi. Để em tự lên phòng được rồi. Anh Việt đi về đi. Không được. Đưa lên tận phòng anh phải yên tâm. Thì ghét quá à. Thế hai đứa tôi xứng đôi không? Đi. Đi. Cẩn thận đó. Đi nè. Thằng máy bên này. Đi thang bộ. Anh Việt ẩm em đi cho nó tình. Ngồi. Ẩm không nổi. Em dễ hiểu à. Đi thằng máy đi cho anh Việt. Em ơi. Em ơi. Em ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Anh. Lên đây. Thằng Triều nó nhắn cá đã vào rõ rồi. Vậy là ông Việt sụp bẫy rồi đúng không? À, có nghĩa là hợp đồng ký xong rồi. À, nhưng mà nãy giờ anh liên lạc chưa được. Hy vọng là mọi chuyện suôn sẻ. Lần này á em sẽ đám cưới với anh luôn. Em về Đà Lạt làm cà phê với anh nha. Cái gì? Anh nói là tôi nghe coi. Dạ thưa chủ tịch, tên Tuấn không còn trên đó nữa. Còn đám ruộng trà xanh của hắn thì sao? Bỏ luôn rồi. Bây giờ hắn sang lại cho một chủ khác để trồng cà phê. Không có tung tích gì của hắn à? Dạ không. Nhưng mà em nghe phong phanh là hắn chuyển lên Đắk Lắk để trồng một giống cây mới nào đó. Tôi hiểu rồi. Chắc hắn không thể nào bào chế được loại trà mới theo yêu cầu của mình, cho nên mới bỏ trốn như vậy. Coi như chúng ta có được bí quyết này. Chỉ tốn có nửa tỷ. Một cái giá quá bèo. Chủ tịch thiệt là cao tay. Cuối tháng này tôi tăng lương cho anh gấp đôi. Dạ cảm ơn chủ tịch nhiều. Được rồi, anh ra ngoài đi. Dạ. Anh ký hợp đồng với hắn rồi hả? Phải. Là thêm một chiến tích ấn tượng của anh, xứng đáng được ghi vào bảng vàng của công ty. Em đã nói với anh cái gì? Em nói cái gì? Kệ em chứ. Anh đâu có nhiệm vụ phải nghe em. Cái hợp đồng đâu? Để em coi coi. Năn nỉ anh đi. Em không có giỡn. Cái gì? Bản quyền thuộc về anh mà anh không tốn đồng xu nào hả? Phải. Anh đã gài cho hắn ta say rồi ấn tay ký vô. Cái lũ kỹ sư này thằng nào cũng ngu hết. Còn cái chuyện chia 5 năm thì sao? Lợi nhuận 100 tỷ, mình chỉ khai là 10 tỷ. Đố ai biết được. Tỷ lệ này chỉ là một nhự cá thôi. Còn chuyện em đưa bao nhiêu là chuyện của em. Còn giả dụ như là thất bại thì sao? Thì hắn sẽ sớm bị knock out khỏi đây. Nhưng yên tâm đi, anh đã sớm thấy được tiềm năng của hắn rồi. Trà xanh cô tiên hốt một thì cà phê cô tiên hốt gấp đôi. Bởi nó là chất gây nghiện. Chỉ có điều không độc như ma túy. Nhưng mà dù gì em thấy cái tên Triết này á không có đáng tin cậy. Không đáng tin cậy chỗ nào? Bởi vì giọng nói của hắn và kể cả những cử chỉ rất là giống Triều. Ngay cả tên cũng na ná nữa. Không lẽ thằng Triều nhập hồn vô Triết về để trả thù anh? Thôi được rồi, em tạm tin lên lần này đó. Nhưng mà sau này nếu mà có xảy ra chuyện gì á, đừng có trách em là không báo trước rồi nha. Có gì á anh sẽ nhường cái ghế này cho em. Có chịu chứ? Thì sớm muộn gì nó cũng là của em mà. Đừng tưởng tôi không hiểu tham vọng của cô. Cô lầm rồi. So với tôi, tham vọng của cô vẫn còn non lắm. xin chào ạ. Ủa, hôm nay công ty có tiệc hả? Dạ, lát nữa là lễ nhậm chức của tân giám đốc điều hành. Là cô Vi? Dạ. Ồ. Ủa, Trí, tôi chờ anh nãy giờ đó. Lên văn phòng của tôi đi. Ừ. Đây là hợp đồng của anh, có mộc chữ ký đàng hoàng nè. Ừ. Khoan đã, bằng sáng chế đâu? Anh không tin em hả? Tôi chưa xem công thức á, đã ký trước hợp đồng. Ưu tiên cho anh lắm rồi. Mỗi năm hợp đồng có giá trị hơn cả chục tỷ bạc đó. Đây, anh cứ việc đưa cái USB này cho kỹ sư của anh. Họ sẽ đọc ra được những ký hiệu hóa học mà em đã ghi ở trong đó. Bản quyền thì sao? Hôm qua dậu say quá quên đúng không? Anh nói anh đưa bản quyền cho em giữ mà. Bậy. Làm sao mà tôi dám đầu tư vô một cái thương vụ mà tôi không có giữ bản quyền? Cái này... Nè, xem hợp đồng đi, ghi điều khoản rõ ràng rồi mà. Trời đất, hôm qua em nhớ rõ ràng mà, sao kỳ vậy? Chắc là do say quá cho nên quên đó. Nếu như bản quyền mà anh giữ, ăn chia 37 thì quá bèo, bèo như cái bánh xèo, bèo lắm luôn á. Anh cũng nên thông cảm, chưa biết á, kinh doanh có rủi ro hay không. Chúng tôi còn phải tốn thời gian, tiền bạc để mà thăm dò thị trường nữa mà. Nhưng nếu làm ăn hiệu quả, tôi hứa tôi sẽ sửa lại tỷ lệ ăn chia. Anh không thiệt đâu mà sợ. Vậy thì mới được. Một lát nữa chúng tôi có buổi tiệc mừng cho Vi lên chức. Triết có rảnh không? Ở lại tham dự chung. Xin lỗi anh, em có hẹn rồi. Tiếc quá. Nếu vậy tối nay qua nhà tôi dùng bữa cơm đi. Chúng ta coi như người một nhà rồi mà. Ok, anh đẹp anh có quyền. Ok. Nhà mình là đi thẳng rồi hả? Nhà mình bên này nè. Bậy, nhà mình đâu đây? Trời ơi, nhà mình ở đây từ xưa tới giờ mà. Thôi đi vô. Ừ. Bậy không? Nhà mình ở cao lắm, không phải đây đâu. Ba tấm được đổi gì nữa. Đi nha, anh vô nha. Đi về nha. Yeah. Hey, thoát nạn rồi. Hey, một thời gian kể như coi là đã thoát nạn. Thằng quỷ sứ đi rồi. Hey, trời. Trời ơi, việc mình em làm cái gì vậy? Việc mình hả? Khoa học đã chứng minh rồi, một người mà bị người ta hù giật mình á, có nghĩa là tập trung quá độ. Vậy là không có tốt đâu. Còn một người á mà bị người ta hù á mà không giật mình, chứng tỏ người đó bị chết rồi. Bây giờ anh ngồi im đi nha, ngồi im. Anh đã nói với em rồi, đừng có hỏi nữa. Nhức đầu quá à. Trời ơi trời, đừng có hỏi nữa. Hỏi gì mà hỏi hoài vậy? Trời ơi, mệt quá à. Anh hai, trả lời em đi. Trời ơi, không có nghe nữa. Mày nói gì mà nói đi, nói đi. Trời ơi, em làm cái gì vậy? Anh theo rõ ràng không? Nè, bây giờ anh coi đi. Đó. Cái gì vậy? Sao mà không có nét nào giống nhau luôn á, em nói thiệt á. Tóc anh á thì nó trượt lên trên đây, còn em không có trượt lên. Rồi đó, anh còn đeo kiến. Nè, đeo kiến. Tại vì anh già, anh bị cận thị anh đeo kiến. Có ý nghĩa đặc biệt gì với anh Hoạt không? Tại sao anh lại ghi như vậy? Tiêu rồi, tôi không biết. Nếu tới nay á là con bé đó là tính ra cũng 25 26 tuổi rồi đó. Ti Ti có phải là Vi không? Vợ chồng nó tên, người vợ tên Mai, còn người chồng hình như tên Cang. Tên Cang thì phải. Nếu Vi chính là Ti và kêu bà Mai bằng chị ruột, tại sao lại căm thù bà Mai thế như vậy? Chắc chắn là có gì quẩn khúc ở đây. Nhưng mình phải chặn đầu bà Mai để khẳng định nghi vấn này. Cậu là Triều đó hả? Bà không định mời tôi vào nhà à? Bà đã chịu thắp nhang cho chồng mình rồi à? Dù có bất hòa hay có bất kỳ mâu thuẫn gì với nhau thì dù sao tôi với ông cũng là vợ chồng gần 20 năm. Hết cái tình thì cũng còn cái nghĩa chứ, đúng không? Còn bà Thu thì sao? Thu nào? Bà Thu vợ ông Phát. Bà không có ý định phủ nhận chị gái của mình chứ? Cậu nói cái gì vậy? Tôi đang không rảnh. Cậu đi ra đi. Đúng ra Vi phải gọi bà là chị ruột mới phải. Cái gì? Đừng có giả bộ nữa. Bí mật của bà không thể nào che giấu mãi được đâu. Vi chính là Ti, con gái của bà Thu, chị gái của bà. Sau khi bà Thu chết, bà đã cùng với ông Công, lúc đó tên là Can, đến nhận nuôi Vi và tiếp quản toàn bộ tài sản của anh rể. Cậu làm sao cậu biết? Ai cho cậu điều tra đời tư của tôi hả? Bà muốn giúp tôi chống Vi và Việt mà bà giấu nhẹm tôi tất cả những chuyện này. Thử hỏi tôi có tin được cái gọi là thành ý của bà hay không?